ít nhất tôi nói ông cái này ông đừng buồn nghe, đầu năm đầu tháng ông đừng có buồn nghe chưa. Sao thiệt mà cái này ông đừng có buồn, với lại là ông kiểu mà mở cái lòng ra như một lời nói tôi nói suông nhưng mà ông đồng ý đi. Sao có nghĩa là vậy nè, thì ba ngày Tết rồi đúng không, mình ông phải đi xì, tôi thì chắc tôi là vai lớn ông nhiều rồi, có đúng rồi thì anh phải đi xì em chứ. Con không, tôi đâu có nói đi xì ông đâu chứ. Sao có nghĩa là tôi đi lì xì cho con cháu tôi trong một Tết là tôi rất hết tiền rồi. Mà vợ tôi là nói anh ơi bây giờ ít bữa nữa em lại đi du lịch ở gì núi Sam gì ở đâu Đồng Tháp gì đó. Núi Sam hay dưới gì đó Đồng Tháp á, nó bên Châu Đốc á. Thì sao là nó kêu là anh cho em xin ít tiền để em sắm cái váy đi cho có người sao ta. Sao xin hoài ta, thì ông là đàn ông thanh niên là vợ nó thì anh bán đất đi, nhà đất nhiều mà bán đất đi mua cái váy cho vợ anh thôi. Ông nghĩ sao bán đất tôi mấy chục tỷ mà tự nhiên mua cái váy trời. Thì đúng rồi, ông nghĩ sao vậy, thà như ông nói tôi đi bán máu đi thì còn chích tên, tự nhiên bán đất bán mua cái váy cho người ta cười. Bây giờ cái váy bao nhiêu? Chừng có 500.000 trở lại đúng không? Thôi để em chờ em xíu, em chạy lên chợ rẫy. Mấy bà mà không phải, em đi bán thịt cho anh. Thôi được rồi. Em còn cái gì nữa đâu rồi. Khỏi. Chẳng lẽ 50.000 không? Ê. Em quên mất. Để clip sau em khoe cho anh. Dây truyền giả, đây là dây truyền giả. Để clip sau em khoe cho anh. Em xài, em xuống cửa bắp rồi. Em xuống cửa bắp rồi. Mỗi lần vậy là em đi xe đạp luôn rồi. Đồ có gì tội dữ này. Qua một cái Tết. Để clip sau em cho anh thấy. Không bây giờ vậy đi. Trời ơi. Anh cho tôi mượn chiếc xe đạp tôi cầm đi cũng được. Cầm ai mua? Xe đạp em mua với bé trai có 30.000 à. Anh cầm được bao nhiêu? Đâu mình tệ dữ trời. Vừa bé trai mà 30.000 à. Đủ mới xong cái Tết tính ra ông cũng tiền cũng te tu hơn tu mấy lần luôn ta. Qua Tết tàn luôn. À. Nhưng mà có cái này nè. Thôi cũng được. Nếu mà anh không nói vợ anh chắc không biết đâu. Cái gì mình lấy cái áo làm cái váy rất là đẹp. Váy có túi đàng hoàng luôn. Cái áo làm váy được. Mà có biết không? Không biết, cái này là mang rất là ngầu. Nói chung là không ai biết. Đôi khi là người ta lại hỏi là cái váy này mua nhiêu, anh có thể anh nổ lên 100 triệu. Tại vì độc hàng. Cái váy nó có túi không ạ? Có túi luôn, 100 triệu đó. Không mà mình mua ngoài đời, ngoài đường, ngoài xá nó có túi không? Tùy loại váy, có váy có túi, có váy không. Đùng, cái này có túi là nó mừng nữa. Bỏ điện thoại luôn đúng không? Kiếm em một cái áo, vợ anh có áo nào mà đẹp đẹp không? Kim tuyến ông ánh rồi hả? Ừ, làm váy cái đẹp, váy đẹp. Không, có áo thun mà. Vợ anh áo thun mà. Ừ, cũng được, lấy em thiết kế cho. Thử nha. Ừ. Vậy lâu nhà hả? Cái áo vợ tôi không thích. Quên. Quên. Anh em thôi đi. Áo này kiểu áo muốn hở đúng hơi xíu á. Ok mặt hả? Ok mặt. Được không? Đó rồi. Cắt vô anh dán lại. Dán vô đây đúng không? Ở đây đúng không? Ừ. Nếu mọi người chưa chắc kèo. Váy trái mặt nó lộn lại chứ. Đù, tôi mới nếu mà được cái là đỡ tốn tiền thôi. Chiều tôi về mình lỡ nó nhận ra cái áo đó sao trời. Phong cách mới, không nhận ra nữa đâu. Mình cứ nói là mình đóng cái hộp đàng hoàng đúng không? Đúng rồi. Mình cứ tặng nó cái là mình bỏ mình đi chơi đi. Đỡ anh đi chơi để mới mở hộp ra đúng không? Ok. Nếu mà chị em nào chưa chắc kèo thì có thể khâu lại nha. Dán vô. Thử thôi mà. Chị em không nói thì không ai biết đây là cái áo. Dán lại đúng không? Rồi dán lại, mở một cái. Chù ra nếu mà được con vợ nó khen tôi lắm, tối nó thưởng nữa chứ. Nó thưởng hả? Có chứ, tôi tặng cái gì là tối nó về cũng thưởng cho tôi hết rồi á. Bánh hả? Nói chung ông không biết rồi. Tưởng cái bánh cho ăn với. Gia đình mình chắc chắn người biết là thưởng là cái gì chứ còn ông không biết rồi. Đó mọi người dán vô. Dán đúng không? Ừ. Rồi ok, thử. Thử đi. Chân nó né là tôi thay quần. Đó, anh thay quần đi. Đó, cái này nó tạo ra một cái váy rất là hay nha. Tùy chị em, tụi em mua cái áo sặc sỡ thì váy nó sặc sỡ thêm. Rồi ok, mặc. Anh mặc vô đi. Chù, chà cái váy. Xoàn vô. Đó. Mặc lên có cái khớp nè. Đó, nó đâu có tuột nổi đâu. Tuột vô khoan nhé. Đúng không? Mất cái quần rồi đó. Tuột xuống đâu được đâu. Đâu có ai rảnh mà đi tuột váy đàn bà làm gì. Bị quấn chết. Anh nhét túi vô. Đù. Trời ơi. Có túi đàng hoàng luôn á. Ờ. Nhét cái thí dụ như đây là cái bóp đi. Ừ. Anh nhét thử coi. Chu cho được nè. Ê, nó hơi bị nhóm nhóm mình kéo theo xuống. Ừ. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Đó, ra luôn nè. Giống không? Giống. Kéo kéo. Đù. Ra cái váy. Đẹp không? Đẹp. Đù, ê. Vậy phải thiết kế cái hộp tặng đồ nữa chứ. Hộp tặng đồ anh cuốn một vi lông một đen giống được. Kỳ lắm, mình tặng cho nó đàng hoàng. Lấy cái hộp. Hộp đó mình xếp lại mình bỏ vô dán kỹ. Ừ, cũng được. Ra một cái váy nè mọi người thấy không? Có mông không? Có mông. Ừ, đẹp rất ha. Là đẹp nha. Mấy chị em coi video có thể chạy vô buồng test thử xem có hợp không hợp thì mang ra khoe biết chồng con. Đó, vậy đi cũng được, cái ai biết gì đâu đúng không? Đúng rồi. Châu, đẹp mà. Ai mà biết được đây là cái váy. Chà.
lần đầu tiên được mặc cái váy, lần đầu tiên quần không ống chứ quên, có quần không đáy chứ quên. Nếu mà không thì anh lấy cái áo này anh làm cũng được nè. Quần áo này nó có cổ. Bây giờ là sụt bắp tia. Được không? Được, được hết á. Đủ vậy được. Thì mai tôi đi tập thể dục rồi tôi lấy cái này tôi làm cái váy. Đúng hả? Mà chịu khó cạo chân lông chân một xíu. Ok nha, em chia sẻ mọi người vậy thôi nha. Mấy chị em có thể chạy vô trong phòng liền và test thử liền, chạy ra khoe với chồng với con mới mua một cái váy đẹp không. Nếu thay nhớ đăng ký bật chuông nha, em tôi sẽ quay lại trong tất cả clip sau nha. Đẹp quá.